Rồi, hôm nay là hướng dẫn cho các em giải cái đề học cuối học kỳ 2 tham khảo năm 2022 34 tháng 8 thời gian 90 phút. Gồm hai phần trắc nghiệm 3 điểm và tự luận 7 điểm. Rồi, chúng ta đi vào từng phần nha. Phần trắc nghiệm trước. Rồi nó nói là gì? Trong các phương trình sau, phương trình nào là bậc nhất một hạng? Thì mình nhớ là phương trình đó bậc nhất một hạng là có dạng là gì? Ax cộng b bằng 0 với a khác 0. Đúng không? Đó, với a khác 0. Như vậy ở đây chúng ta chỉ thấy có đáp án là b là đúng rồi, còn mấy cái kia là sai. Ha. Này là mũ 2 không phải, cái này đúng nè. Còn cái này là số 0 không phải, còn cái này là chia cũng không phải luôn. Hiểu không? Đó, cho nên chúng ta chỉ chọn đáp án phù hợp đó thôi. Được chưa? Rồi. Chúng ta chọn đáp án là B. Ta đi vào câu 2. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và hai cạnh A tương ứng AB bằng 6 cm, A phẩy B phẩy bằng 3. Rồi vậy tam giác ABC đồng dạng A phẩy B phẩy C phẩy theo tỉ số đồng dạng như thế nào? Thì ta có hai cái tam giác này đồng dạng là giả thiết. Đó, thì cái tỉ số đồng dạng của chúng ta chính là K đó. Thì nó cho hai cạnh đó, thì mình tính theo hai cạnh đó. AB thì A phẩy B phẩy thay vô 6 chia cho 3 cùng đơn vị mới được nha, cm là bằng 2. Rồi, thì chúng ta chọn đáp án là B. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3. Giá trị x bằng trừ 4 là nghiệm của phương trình nào? Thì muốn biết là nghiệm của phương trình nào thì mình phải tính từng cái phương trình đó ra. Đúng không? Thì đầu tiên là xét phương trình này trước này. Đó. Để chia ra x sẽ bằng là 10 chia cho trừ 2,5. Đó là nó bằng là trừ 4, đúng không? Khó không? Khó. Cho nên A nhận. Đó. Còn mấy cái đó kia là loại đó. Đó là mình tự giải đi ha. Thì mình chọn A luôn. Rồi, chúng ta đi vào câu 4. Cho tam giác ABC tia phân giác của góc A cắt BC tại D, biết AB bằng 1 phần 2AC và BD bằng 6 cm, tính độ dài DC. Cái này chúng ta dùng tính chất phân giác là ra AD là phân giác của góc A giả thiết. Theo tính chất phân giác là gì? Là BD này, chia cho AB. Đó, nó sẽ bằng là DC chia cho AC. Đây là tính chất. À, bây giờ mình dục qua dục lại, mình tìm DC. Thì mình dục qua. Mình lấy là BD nhân AC chia AB. Và mình thay vô. BD là bằng 6. AC để lại. Còn AB nó cho là 1 phần 2. AC. Thì mình đơn giản đi AC. Còn 6 chia cho 1 phần 2 là bằng 12. Rồi như vậy mình sẽ chọn đáp án đó là DA. Rồi là chúng ta hoàn thành câu 4. Như vậy chúng ta sẽ đi vào câu 5. Quan sát hình 1 và thực hiện các câu hỏi 5, 6, 7. Biết MN song song BC. AD là phân giác của góc AMN. AM bằng 4. MB bằng 2. BC bằng 9. Tỉ số DM chia DN. DM chia cho DN bằng cái nào? Thì ta có là AD là phân giác của góc AMN. Đó là giả thiết.
thì mình theo cái công thức đúng không? À, DM dưới trái chia cho dưới phải á, nó bằng là trên trái là AM chia cho trên phải là AN. Đó là tính chất phân giác. Vậy ở đây mình sẽ chọn AM chia cho AN. Đó là đáp án A. Rồi, tiếp theo. Nó nói là tỷ số AM chia MB bằng tỷ số nào? AM chia MB. Bởi vì nó cho MN song song với BC nè. Chúng ta xét cái tam giác ABC có M thuộc AB, N thuộc AC. Giả tiếp nè. Rồi, MN song song với BC cũng là giả thiết. Thì khi mình có được hai cái điều kiện này thì mình sẽ suy ra được AM chia cho MB. Đó là AM với MB tương ứng với đây là AN chia NC. Đây chính là định lý Thales. Rồi, chị AN chia cho NC. Mình chọn đáp án là D. Rồi, chúng ta qua câu số 7. Cái kêu mình tính độ dài MN. Thì mình tính được độ dài MN này thì mình sẽ dùng cái hệ quả định lý Thales. Mình cũng xét giống như thế này, chia như thế này. Nhưng mà cái suy ra này nó khác thôi. Tức là sao? MN chia BC bằng AM chia AB. MN chia BC nè bằng AM chia AB. Đó là hệ quả của định lý Thales. À. Rồi mình sẽ rút ra MN đó, bằng AM nhân BC chia AB. AM đề cho đó là 4. Đúng không? AB thì lấy 4 cộng 2. À, 4. À, mình hiểu không? AM nè. AM là 4, còn BC là 9. Còn AB đó là mình sẽ lấy là 4 cộng 2, tức là nối AM cộng với MB đó. Nếu mình cẩn thận thì mình ghi gì? Đó là lấy 4 cộng 2. Đây này là 36 chia cho 6 là bằng 6. Đơn vị ở đây là đề cho là cm. Thì mình chọn đáp án là B. Đúng không? Cm đó là B. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu số 8. Câu số 7. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Tập hợp nghiệm của phương trình này là, thì ta giải cái phương trình này ra. Ta có hai cái này bằng không thì mình cho mỗi cái bằng không. Thì là x sẽ bằng là 0 cộng 2, 0 trừ 3, 0 cộng 2 là bằng 2, 0 trừ cho 3 là bằng trừ 3. Đó. Rồi, vậy tập hợp nghiệm của phương trình là S của mình là hai nghiệm là 2 với trừ 3. Rồi, mình chọn án là D. Rồi, chúng ta hoàn thành xong câu số 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 9. Hình dưới đây mô tả cách đo chiều cao của cây. Ừ. Rồi các thông số đo đạt như hình sau. AB cho bằng 1 mét. A phải 4,5 mét. CA 1,2 mét tính chiều cao của cây. Thì ở đây mình sẽ dùng hệ quả định lý Thales là ra. Cái này song song là hiển nhiên nhưng mình không cần chứng minh nha. Thực toán thực tế là không cần chứng minh.
Đó, thì chúng ta cũng là chứng minh. Tức là chúng ta xét nè, cái tam giác A phẩy B C phẩy có A thuộc A phẩy B, rồi C thuộc B C phẩy, rồi ta có được là AC song song với A phẩy C phẩy. Cái này là hiển nhiên song song, mình không cần phải chứng minh nha. Nói chung là trong toán thực tế là nó cho vậy là mình phải biết song song. Rồi mình sẽ dùng hệ quả định lý Thales nè. Đó là AC thì chia cho A phẩy C phẩy. Mình sẽ dùng cái cạnh đáy là AB chia cho A phẩy B. À, đó. Ở đây mình cần tìm chiều cao cái cây, tức là A phẩy C phẩy. Mình rút A phẩy C phẩy ra. Mình chuyển qua chuyển lại thôi ha. Lấy AC nhân A phẩy B chia cho AB. AC thì có rồi. A phẩy B là chưa có. A phẩy B thì mấy bạn sẽ lấy là AB cộng cho A phẩy. Rồi chia cho AB, thay số vô. AC 1,2, AB là 1, A phẩy là 4,5, chia cho AB là 1, thì ở đây mình lấy là 1,2 nhân với 5,5 là bằng 6,6. Rồi chúng ta sẽ chọn là máy C. Ta đi vào câu 10. Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác DF theo tỉ số đồng dạng K bằng hàng 3, thì tam giác DF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu? Thì nó ngược lại thôi, đúng không? Thế nào, nhớ ABC nha, đồng dạng với tam giác DF, đó là giả thiết, thì mình sẽ suy ra được á, K nó bằng là AB chia cho DE đi. Đó. Nha, AB nó bằng là K bằng AB chia DE. Rồi, tức là suy ra AB chia DE bằng 2 phần 3. Hay mình suy ngược lại, DE chia cho AB là bằng 3 phần 2. Rồi, vậy mình dùng hai cái tam giác kia, DF đồng dạng với tam giác ABC. À, thì cái tỉ số đồng dạng nó là như thế nào? Thì là K K phẩy đi. À, nó đây nó cho chữ chữ K luôn đó. Cái này nó cho gì không có đúng mà. Tại vì đây là chữ K, đây cũng là chữ K là không có đúng. Thôi kệ đi, mình đặt giống nó cũng được. Đúng ra là K phẩy đó. À, nó bằng là DE chia cho AB, nó bằng là 3 phần 2. Rồi, vậy mình chọn là 3 phần 2. Sao đây có 3 phần 2 ta? DEF. Ồ. Cái này có lẽ là cái này nhầm bạn ơi. Đề này nó đánh, chắc có lẽ là đánh máy bị nhầm chỗ nào đó. À, mấy em sửa lại là 2 phần 5 đi. Câu 10, 2 phần 5 thầy đi. Thì đây chính là 5 phần 2. Đúng không? Là 2 phần 5. 5 phần 2 ha. Mình sẽ chọn đáp án là D. Khi chắc có lẽ là lỗi đánh máy thôi nha. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu số 10. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 11. Xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện đồng xu là mặt S. Trong trường hợp tung một đồng xu 12 lần liên tiếp, 6 lần xuất hiện mặt S. Vậy xác suất thực hiện xuất hiện mặt S là đó, mình sẽ lấy cái số lần xuất hiện mặt S
đúng không? Mình chia cho tổng số lần rút gọn còn là 1/2. Cái gì? Xác suất của biến cố mặt xuất hiện đồng xu là mặt S trong trường hợp tung một đồng xu 12 lần liên tiếp có 6 lần xuất hiện mặt S. 6 lần xuất hiện mặt S. Nếu mà 6 lần xuất hiện mặt S đó bạn thì phải làm 6 phần 12 nhé. Rút gọn cho 6 là 1 phần 2. Ủa, cái này nó bị nhầm đó bạn nha. Rồi rồi, thôi từ chỉnh lại cái nữa luôn đi. Nói chung ví dụ đây thì cho là 1 phần 2 đi ha. Chuyện bình thường đó nha, không có gì nha bạn. Tại vì mấy cái đề tham khảo á, nhiều khi đánh máy nó bị nhầm lắm. Rồi, vậy mình sẽ chọn đáp án là D đi ha. Cái đó không quan trọng đâu, quan trọng hiểu các phương pháp được rồi. Rồi, câu số 12. Con này phải phải vẽ hình ra mình mới làm được. Rồi cho tam giác ABC này tượng trưng ở nhà AB bằng 16. Rồi AC bằng 36. Rồi BC bằng 26. Trung tuyến AM tiếng AM phân giác này cho về về qua đây chỉ cho dễ nha. À, phân giác AD đoạn thẳng DM là bằng bao nhiêu, đoạn thẳng nhỏ nhỏ đây nè DM là bằng bao nhiêu. Bây giờ mình muốn tính được DM đúng không, thì mấy em phải tính ra được cái gì, cái phương pháp tính DM này nè, đoạn này á thì mấy em phải tính ra BD trước. BD sau đó em lấy và tính MB, mình lấy B, MB trừ cho BD nó sẽ ra là MD đó. À, hiểu ha, câu này nó là như thế. Rồi xử lý câu này thì chúng ta muốn tìm được BD ta dùng là áp dụng tính chất chạy đi số bằng nhau thôi, sẽ có là AD là phân giác của góc BAC giả tiếp thì BD chia cho CD nó bằng là AB chia cho AC. Cái này là tính chất của phân giác. Rồi mình suy ra BD chia cho AB. Không, mình đi ngược đây, BD chia AB nha. Rồi CD chia cho AC. BD chia cho 16. CD chia cho 36. Rồi, mình sẽ áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau. Năm lớp 7 ấy, thì có hàng này bằng nhau. Đó, mình sẽ lấy là BD cộng CD chia cho 16 cộng 36. Mà BD cộng CD chính là BC. 16 cộng 36 là 52. Mình lấy 26 chia cho 52 rút gọn gọi là 1 phần 2. Đó. Thì do đó, từ đó mình suy ra. Lấy cái đầu tiên, lấy BD được rồi. Chia cho 16 bằng 1 phần 2 thôi, rút ra BD thôi. 1 phần 2 nhân 16 là bằng 8. Rồi, BD mình là bằng 8. Thì mình có là AD, AM là đường trung tuyến. Đúng không? Của tam giác ABC giả thiết thì mình suy ra được là MB sẽ bằng là BC chia 2, đó là bằng 26 chia 2 là bằng 13, đó là
tính chất của đường à, tức là đúng ra mình phải suy ra M là trung điểm của BC, đó là tính chất của đường trung tuyến, là mình mới suy ra được này, này cũng là tính chất luôn nha, trung điểm là mình mới suy ra được cái đó. Rồi bây giờ mình muốn tìm cái cạnh DM, mình sẽ lấy cái cạnh MB trừ cho BD, cái 13 trừ cho 8 là bằng 5. Rồi thì mình sẽ chọn đáp án là A. À. Rồi là chúng ta hoàn thành xong phần trắc nghiệm. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần tự luận. Tự luận nó có hai câu, à, nó có 8 câu. Ở đây thầy có một câu điểm thưởng thêm nha. Những câu này là câu à, chích trong mấy cái đề thi học sinh giỏi không? Rồi. Rồi, giải các phương trình sau. Rồi, nó có hai phương trình đây. Thì đầu tiên chúng ta giải từng phương trình trước ha. Rồi, ta có phương trình thứ nhất. Đây mình chuyển vế qua 3x trừ 3x. Ở đây là trường 11. Đó, trừ cho 1. Rồi 3x trừ 3x là trừ 4x. Trừ 11 trừ 1 là trừ 12. Rồi vậy là x sẽ bằng là trừ 12 chia cho trừ 4. Thì x sẽ bằng là 3. Đó, mình kết luận vậy. Nghiệm của phương trình là. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Rồi ở đây chúng ta quy đồng mẫu chung là 15. Vậy đây để là 15, 1 là 15 phần 15. Đây ta nhân cho 3. 3 nhân x cộng 4, 3 nhân 5, 15. Đây chúng ta nhân cho 15. Ở đây chúng ta nhân cho 5. Rồi chúng ta bỏ đi cái mẫu 15. Hoặc là 3. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân vô 3x cộng 12 trừ 5x trừ 15. Rồi chúng ta sẽ chuyển vế về là 3x trừ 15x cộng 5x. Ở đây tôi để lại là trừ 15. Chuyển qua là trừ 15 trừ 12. Rồi chúng ta rút gọn nè. 3 với 5 là 8. 8 trừ 15 là trừ 7x. À này là trừ 15, trừ 15 là trừ 30. Trừ 30 trừ là trừ 42. Rồi mình sẽ tìm x. Đấy là trừ 42 chia cho trừ 7. X mình sẽ bằng là 6. Rồi vậy nghiệm của phương trình là x bằng 6. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu về số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 2. Câu A trước. Một người bắt đầu mở một vòi nước vào một cái bể chứa sẵn 3 mét khối nước. Mỗi giờ chảy được 1 mét khối. À, 1 giờ chảy được 1 mét khối. Thì tính thể tích y mét khối của nước trong bể sau ít giờ. Y mét khối của nước chỉ 1 giờ chảy được nhiêu? Ban đầu là có 3 mét rồi, lấy 3 mét này cộng thêm là 1 giờ là 1, 1 giờ là 1 mét. Đúng không? Vậy ít giờ là bao nhiêu? Ít nhân 1 chia 1 là ít mét khối. Tức là nó kêu thể tích. Đó, tính thể tích ha. Y mét khối của nước sau ít giờ là à, tức là hệ tích của nước sao y mới không nó sẽ giờ là y nhé, sẽ bằng là x 3 cộng x, nhưng mà mình ghi ngược lại là x cộng 3 nha. Đó. Rồi sau đó mình mới câu B là vẽ đồ thị, thì muốn vẽ được cái đồ thị hàm số này thì chúng ta đã rất là quen rồi ha, chúng ta
chọn hai giá trị để vẽ đó, được chưa? Đầu tiên là chúng ta cho x bằng 0 thì y nó bằng 3, ta được điểm M03 trên OY. Rồi tiếp theo chúng ta cho y bằng 0 thì ta sẽ được là x bằng trừ 3, tại vì y bằng 0 ta sẽ không, cái đây mình giải là x bằng trừ 3. À, thì ta được điểm N là trừ 3, 0 trên OX. Rồi vì cái đồ thị á, đồ thị hàm số y là đường thẳng theo biến x nha, hàm số y theo biến số x là đường thẳng đi qua hai điểm M và N. À, rồi mình vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó là xong. Rồi thì mình sẽ vẽ đó cái đồ thị nó ha. Ô x y rồi m là 0,3, tức là x là 0, y là 3. Rồi 0,3 ví dụ vẽ đây là 3 cho đại đây đi ha, chung là nhấm chừng đi cho nó nhanh. Rồi, cái điểm M nằm đó. Rồi, cái thứ hai là điểm N đó là 0 trừ 3, tức là y x là trừ 3, y là 0. Thì trừ 3 là mình lấy ba ô thôi, chung là tượng trưng thôi. Ví dụ đó, thì đây là 0,3 là điểm N nằm đây. Rồi cái đường thẳng đi qua hai điểm MN. Rồi mình sẽ vẽ cái đồ thị này ra là xong. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 2 của phần tự luận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3. Trong chuyến tham quan thực tế tại một trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi một anh công nhân số con gà và số con bò trang trại đang nuôi, thì được anh công nhân cười và nói rằng tất cả có 1.200 con và 2.700 chân. Bạn hãy giúp An xem có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bò. Vì bài này phải là phương trình đó. Vậy bây giờ số con là biết rồi, vậy cái phương trình nó theo là số chân đó. Thì gà là mình phải biết là bốn hai chân nha, còn bò là bốn chân, mình không tính những cái con bị khuyết tật nha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ gọi x đi, gọi x con à, là số con gà đúng không? Gà thì số con nó phải là thuộc n sao, và x này nó sẽ bé hơn 2.200 đó. Rồi số con bò là lấy 1.200 trừ ít con bò ha, đây là con gà theo đề bài ta có phương trình nè, mình ghi là vì tất cả có 2.700 chân
nên ta có phương trình. Đó là gì? Tức là x con gà, một con gà là hai chân, x con gà x nhân 2 chia 1 là 2x chân. Tức là số chân của gà là 2x. Rồi cộng một con bò là 4 chân, chỉ có 1.200 chữ x con bò. Bao nhiêu chân là nhân 4 chia 1. À, vậy số 4 để trước. À, nó bằng số chân. Rồi tới đây chúng ta giải ra là 2x cộng 4 nhân 1.200 là 4.800 trừ 4x. Rồi chúng ta để này lại, chúng ta chuyển cái kia qua 2700 trừ 4800. Rồi 2x trừ 4x là trừ 2x. Rồi lấy 2700 trừ 4800 trừ 2100. Rồi chúng ta tìm x. Ta chia cho trừ 2. Đó, chia cho trừ 2. Nó ra là 1050. Rồi, thỏ không? Thỏ. Rồi, chúng ta có là 1200 trừ x nó bằng 1200 trừ 1050. Đó. Mình tính ra luôn. 150. Rồi mình kết luận nha. Vậy có 1050 con gà và 150 con bò. Rồi là chúng ta hoàn thành câu 4. Và rồi chúng ta đi vào câu 4 nha. Câu 4 như thế nào đây? Với số liệu đo đạc ghi trên hình vẽ dưới đây, hãy tính bề rộng CD của con kênh. Bề rộng CD thì chắc chắn cái hình này là mình phải dùng hai đường thẳng nó song song, hoặc là dùng hai tam giác đồng dạng đi. À, mình xét hai tam giác đồng dạng đi theo hàm góc góc cũng được. Xét tam giác là ABE và tam giác ACD. Có góc góc gì? ABE bằng ACD đúng không? Đó là góc góc B chứ, B A E. À, nó sẽ bằng cái góc là CAD. Đó là góc chung. Rồi, chúng ta có góc A BE bằng ACD. Rồi, bằng ACD. Nè. Đó là giả thiết. Rồi, chúng ta suy ra hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Thì chúng ta dùng cặp cạnh tỷ lệ ha. Đó là BE chia cho CD sẽ bằng là AB chia cho AC. Đó là cùng bằng tỷ số đồng dạng. Rồi mình rút ra CD. Lấy BE nhân AC cho AB. Đúng không? Rồi BE để lại. AC là mình sẽ lấy AB cộng BC. BE là bằng 3, AB là bằng 8, BC là bằng 8. Rồi AB là cũng bằng 8 luôn. Rồi thì mình lấy là 3 nhân 16 chia cho 8 là bằng 6. Rồi mình sẽ kết luận. Vậy bề rộng CD của con kênh là 6 mét. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài câu 4.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 5. Câu 5 như thế nào đây? Một hộp chứa các viên bi trắng và đen có kích thước và khối lượng như nhau. Mai lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại thử nghiệm đó 80 lần. Mai thấy có 24 lần xuất hiện màu trắng. Mai thấy có 24 lần lấy được viên bi màu trắng. Vì chỉ có đen với trắng thôi, vì mình tìm được cái đen không? Vẫn được ha. Trừ nhau là lấy 80 trừ 24 thôi. Xác sức, hãy tính xác sức thực nghiệm của biến cố lấy được viên bi màu đen sau 80 lần thử. Rồi, vậy chúng ta hiểu nè. Tức là số lần lấy được viên bi đen là đúng không? Đó là mình lấy 80 trừ cho 24 là bằng 56 lần, được chưa? Rồi sau đó mình tính xác suất, biến cố lấy được viên bi đen là đó, mình sẽ lấy là 56, mình chia cho 80 và mình bấm máy ra. 56 chia cho 80 đó là 7 phần 10. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Biết tổng số bi trong hộp là 10. Tổng số bi trong hộp là 10. Hãy ước lượng xem trong hộp có bao nhiêu viên bi trắng. Nếu mà bây giờ là nếu mà một viên bi đó, thì nó là như vậy, còn nếu mà số bi trong hộp là 10 thì trong hộp có bao nhiêu viên bi trắng, thì mình gọi số viên bi đen trong hộp bao nhiêu viên bi trắng thì mình gọi n đi nha. Tại vì nó nói là biết tổng số bi trong hộp là 10, hãy ước lượng xem trong hộp có khoảng bao nhiêu viên bi trắng. Trong hộp có bao nhiêu viên bi trắng, rồi vậy mình gọi số viên bi trong hộp, rồi số viên bi đen trong hộp đi ha. Gọi số viên bi đen trong hộp ha là n đi, được chưa? Đó, mình gọi là n đi đó, được chưa? Rồi mình không biết bi trắng là nhiêu, nhưng biết có 10 bi đen thì chắc chắn là bi trắng đó là 10 trừ n, đúng không? Thì chúng ta biết là xác suất xuất hiện biến cố xác suất xuất hiện biến cố lấy được viên bi đen khi thực hiện phép thử là đó là n chia cho 10. Rồi sao, do số lần lấy bi là lớn hơn là lớn nên do cái cách là số lần lấy bi là lớn, tức là 10 lần là coi như là lớn ha, nên n chỉ cho 10 thì xấp xỉ 7 phần 10. Em 10 trên này nè, nó kêu ước lượng thôi mà, các bạn hiểu không? Ước lượng là không không có chính xác, tức là n đó sẽ xấp xỉ, mình sẽ nhân nhân chéo ngang đó ha, n sẽ là xấp xỉ tức là mình nhân lên đúng không? 7 phần 10 đó, nhân cho 10 là bằng 7 viên bi đó. Rồi vậy cái số viên bi trắng xuất hiện, số bi trắng trong hộp khoảng khoảng
là 10 trừ 7 là 3 viên. Rồi, vậy cái này là ước lượng thôi chứ không phải là chính xác nha. Vậy số viên bi trắng trong hộp khoảng 3 viên bi. Rồi, cái cách làm bài này nó là như thế đó. Nhưng mà nó ước lượng ha. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài câu 6 liên quan đến hình học. Rồi, cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Thì cái câu này cũng rất là quen. Chúng ta có cái hình sẵn thì chúng ta dùng cái hình đó luôn. À. Rồi, cho tam giác ABC nè, vuông tại A. Rồi, có đường cao AH. Rồi, chứng minh tam giác ABC đồng dạng với HBA. Quá dễ đúng không? Góc B là góc chung, góc H bằng góc A 90 thì suy ra tỉ số này. Rồi thì cái câu A này rất là dễ, không khó. Rồi chúng ta sẽ ABC HBA, chúng ta sẽ có được là ABC giúp đi ha. Rồi, chúng ta có tam giác ABC là vuông tại A. Giả thiết AB sẽ vuông góc với AC. Rồi mới suy ra được cái góc là BAC bằng 90 độ. Đó, BAC tức là giữa đầu cuối bằng 90. Rồi, ta có là AH là đường cao của tam giác ABC. Rồi là giả thiết. Suy ra AH vuông góc với BC. Đó là tính chất của cái đường cao. Rút ngắn lại là AH sẽ vuông góc với BH. Vì H nó thuộc BC. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái góc tương ứng này. Nãy là BAC là giữa đầu cuối, thì đây là BHA. BHA giữa giữa đầu cuối ha. Rồi, 90. Thì chúng ta mới xét hai cái tam giác đó. ABC và HAB có góc B là góc chung. Thì góc chung, cái góc B bên này là mình đọc là ABC. Còn góc B bên này đó là HBA. HBA. Đó, thì cái này là góc chung. Rồi, góc BAC nè. Nó bằng cái góc BHA là bằng 90. Rồi, vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Đó, đồng dạng theo trường hợp góc góc. Rồi, chúng ta sẽ suy ra cái cặp cạnh này có liên quan đến này. Đó, chính là AB. Đầu giữa, chia bên đây đầu giữa là BH. À, muốn có AB nữa thì chia bên đây là có BC thì phải chia cho AB đó cùng bằng tỉ số đồng dạng K và mình nhân chéo qua AB AB bình BH BC rồi là xong.
Câu A. Chúng ta đi vào câu B ha. Rồi, câu B như thế nào? Tia phân giác của góc ABC cắt AH tại Y. Rồi, ABC cắt AH tại Y. Chung là tia phân giác là mấy bạn biết cách vẽ rồi đúng không? Mình sẽ vẽ chia cái góc ra làm hai góc bằng nhau đó. Đó, tia phân giác của góc ABC cắt AH tại Y. Chứng minh IA chia cho IH bằng AC chia cho HA. IA chia IH. Rồi cái này nó dùng cái trên nó mới ra, tức là mình dùng tính chất phân giác kết hợp với cái biểu thức ở trên nữa ha. Tại sao mình nhìn mình biết được thì mình nhìn viết mình quen nha. Thì ta có đây BI là phân giác của góc ABC đúng không? Đó là giả thiết. Thì mình chia ra BI cũng là phân giác của góc ABH vì H nó thuộc vô BC. Rồi mình sẽ dùng tính chất phân giác nha. IA chia cho IH dưới trái chia cho dưới phải bằng AB chia cho BH. Đó, này là tính chất phân giác. Mình đặt nó là số 1 đi. Rồi chúng ta muốn có được AC, HA, chúng ta lấy cái trên này nè. Ta lấy hai tam giác đồng dạng này nè. Hồi nãy ha, AC với HA đúng rồi. Ta có hai cái này đồng dạng là ở câu A. Ta sẽ rút ra nè. AB chia cho BH. Nó sẽ bằng là AC chia cho HA. Đó, cùng bằng tỉ số đồng dạng. Và mình đặt số 2. Và từ 1 và 2 mình bắt đầu qua là xong. Đó, mình sẽ là IA chia cho IH. Đó, bằng AC chia cho HA. Đó, nó cùng bằng AB chia cho BH. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. Rồi, câu C như thế nào? Tia phân giác của góc HAC. HAC đây. Cắt BC tại K. Tia phân giác của góc HAC. Cắt BC tại K. Rồi, cắt BC tại K. Tức là ở đây góc này nó cũng bằng luôn góc này nè, bởi vì hai góc này là nó phụ nhau cho nên mình phải ký hiệu giống nhau nha, là ký hiệu khác nhau là không đúng, nhưng mà mình phải chứng minh, ví dụ mình dùng là phải chứng minh.
Rồi, chứng minh rằng là IK song song với AC. Đó, IK song song với AC. Rồi, làm sao mình chứng minh IK song song với AC? Thì mấy bạn phải dùng cái định lý Tales đảo đó. Tức là mình chứng minh là mình có câu A nè, IA chia cho IH rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần chứng minh KC chia cho KH. Đó, nó bằng IA chia H thì IK nó sẽ song song với AC theo định lý Tales đảo. Nha. Mà KC chia cho KH nó sẽ bằng là AC chia cho AH. HA đó và coi trên đây có nè. Đó. Hiểu ha? Rồi vậy là xong rồi. Chúng ta hiểu không? Dùng tính chất phân giác là xong rồi. Rồi ta có nè. AK là phân giác của góc HAC giả thiết. Thì suy ra KC chia cho KH. À, nó sẽ bằng KC cho H nha, sẽ bằng là AC chia cho HA. Đó là tính chất phân giác, đó là số 3. Rồi, ta có ở đây nãy nè, IA chia cho IH. Đúng không? Cái này là nãy là ở cái câu câu B, đặt nó là số 4. Chúng ta bắt cầu qua AC chia HA. Đó, tức là từ 3 và 4. Thì là KC chia cho KH và IA chia cho IH cùng bắt cầu qua AC chia cho HA. Rồi, để chúng ta dùng định lý Tales đảo. Rồi, chúng ta xét cái tam giác AHC có Y thuộc AH, K thuộc CH. À, và cái tỷ số này nó bằng nhau. Chứng minh trên. Đó. Thì mình sẽ suy ra hai cái cạnh nó song song theo cái định lý Tales đảo. À, chia là IK song song với AC. Song song với AC ha, theo định lý Tales đảo. À, rồi là chúng ta hoàn thành được cái bài hình này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 7. Câu 7 như thế nào? Đó là giải phương trình này. Thì cái bài này rất là quen, làm thấy x bình với x này. Đó. Mình xem x bình phẩm x này nè, là một cái ẩn. Mình đặt nó là ẩn gì đó tùy mình ha. Rồi chúng ta đặt x bình cộng x nó bằng là a chẳng hạn, được chưa? Đặt làm là chữ t đi. Rồi đó, thì đây là phương trình một ha. Rồi vậy là phương trình một trở thành đó là t nhân với t trừ 5 bằng 6. Rồi mình nhân vô t nhân t là t bình trừ 5t bằng 6. Rồi mình chuyển qua t bình trừ 5t trừ 6 bằng 0. Rồi mình sẽ bấm máy ra mod 922 1 bằng trừ 5 bằng trừ 6 bằng, ra là 6 với trừ 1 đúng không? Tức là mình hiểu nha, t nó ra là 6 là mình lấy 6 đúng không, t bằng 6 thì mình lấy là t trừ 6 với t bằng nhiêu, t bằng trừ 1 thì mình hiểu là t bằng 6 mình lấy là t trừ 6 sẽ bằng 0, còn t bằng trừ 1 chuyển qua là t cộng 1 bằng 0. Rồi mình nhân ngược lên nè, t cộng 1 là trừ 6 nhân t cộng 1
và mình nhân ra t bình cộng t trừ 6t trừ 6 đó, tức là ở đây ta tưởng mình tách trừ 5t ra mình ha. Rồi mình sẽ cho mỗi cái bằng 0, t trừ 6 bằng 0 hoặc t cộng 1 bằng 0. Rồi từng trường hợp mình giải riêng ha. Tức là với t trừ 6 bằng 0 thì mình thay vô đó là x bình, không có cần giải ra t bằng 6 nha, để nguyên vậy luôn đó. Cho nên bấm máy tiếp, bấm máy tiếp nha, 1922 1 bằng 1 bằng trừ 6 bằng, đó là 2 với trừ 3 đúng không, 2 là x trừ 2 3, còn trừ 3 là x cộng 3 đó. À, mình nhân để vô cho người ta biết thôi ha, này ghép x cộng 3 trừ 2x cộng 3. À, nhân vô x bình cộng 3x trừ 2x trừ 6 bằng 0 để cho người ta biết. Rồi là x trừ 2 bằng 0 hoặc x cộng 3 bằng 0, vậy đây x bằng 0 cộng 2 là bằng 2 đó. À, 0 cộng 2 hoặc x bằng 0 trừ 3, x bằng 2 hoặc là x bằng trừ 3. Rồi trường hợp 2 là với t cộng 1 bằng 0, mình thay vô x bình cộng x cộng 1 bằng 0, mình bấm máy ra x bình là 1 1 1, mình thấy nó ra chữ y, chữ y là nó vô nghiệm đó. Vậy mình thấy mình bấm ra thêm hai cái nữa là trừ 1 phần 2 chứ 3 phần 4. Vậy thầy chỉ cho cái cách nha. Chứ còn lấy x nè, trừ cho cái số nè, trừ 1 phần 2, trừ với trừ là hàm cộng, hiểu không? Đó, để là bình phương. Rồi cái số thứ hai á, là 3 phần 4. Đó. Rồi cái này mình đi ngược lên, mình đi ngược lên cho tao biết nha, dùng hằng thức nè, a bình cộng 2ab cộng cho b bình đó. À, đi ngược lên dòng nữa, tức là người ta tưởng đâu là mình tách ra, được chưa, thực chất là mình biến đổi thôi. À, vậy đây là x cộng 1 phần 2 bình phương bằng trừ 3 phần 4. Vậy đây là bình phương mà bằng âm là x thuộc rộng, x thuộc rộng nha. Rồi vì sao x thuộc rộng? Vì x cộng 1 phần 2 mà bình phương là lớn bằng 0, hiểu không? Còn trừ 3 phần 4 là số âm. À, rồi vậy chỉ có hai nghiệm thôi nha. Vậy phương trình có nghiệm là hai nghiệm nè, x bằng 2 hoặc x bằng trừ 3. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu 7. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu 8. Thì cái câu này nó là cái câu điểm thưởng. Ha. Rồi. Chọn ngẫu nhiên hai số tự nhiên, hai số nguyên dương nhỏ hơn 13. Nguyên dương là từ 1 trở đi, nhỏ 13 là tới 12 là hết rồi ha. Tính xác suất để hai số được chọn là hai số nguyên tố, trong đó có một số chẵn và một số lẻ. Thì các số này từ không, từ nguyên dương, các số nha, nguyên dương nhỏ hơn 13 gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nhiều quá thì mình điệp chấm chấm, nhưng mà ở đây hơi ít cho nên thầy ghi ra luôn, được chưa? Thì số nguyên tố chẵn á, số nguyên tố mà chẵn là số chỉ có số 2 thôi, được chưa? Và số nguyên tố lẻ đó, số nguyên tố là số chỉ có ước một và chính nó, lẻ là 3, 5, 7, 11 nha, có 4 số. Vậy mình hiểu không? Xác suất để chọn được hai số trong đó có một chẵn và một lẻ. Vậy số cách chọn ra hai số bất kỳ
À, thì ở đây từ 1 đến 12 là có 12 số. Thì số thứ nhất là có 12 số cách chọn. Số thứ hai cũng có 12 cách chọn, cho nên lấy 12 nhân 12 là bằng 144. Ha. Rồi, sau đó mình hiểu nè. Số cách chọn. À, một số, hai số, trong đó có một số chẵn, hai số nguyên tố. Trong đó một chẵn và một lẻ. Là thì một chẵn là có một số 2 thôi, là có một cách chọn, còn một lẻ là nó có lên tới 4 số, cho nên nó có 4 cách chọn. Mình hiểu ha, chính xác sức á, để hai số được chọn là hai số nguyên tố, trong đó có một chẵn. Hai số được chọn, hai số nguyên tố, có một số chẵn và một số lẻ. Đúng rồi, hai số được chọn là hai số nguyên tố. Khoan nha, đúng không? Khoan nè, bây giờ mình coi lại nha. Hai số nguyên tố chọn ngẫu nhiên, hai số chọn ngẫu nhiên, hai số nguyên dương nhỏ hơn 13. Hai số nguyên dương nhỏ hơn 13. Rồi. Tính xác suất để hai số được chọn là hai số nguyên tố, trong đó có một số chẵn và một số lẻ. Đúng rồi. Vậy đây là có bốn số, là bốn ha. Vậy xác suất, hiểu không? Xác suất để chọn được một số chẵn và một số lẻ là mình lấy 4 chia cho 144. Rồi mình bấm máy ra cho nó rút gọn ha. Là 1 phần 36. Rồi là hoàn thành cái đề này. Rồi các bạn có thắc mắc gì không?